Rồi, xin chào tất cả anh em Treo Đi. Thì hôm nay Khôi quay clip này thì cũng vào lúc rất là khuya rồi. Thì chắc chắn luôn, giờ này thì anh em cũng đang ngủ rồi, cũng gần 12 giờ khuya rồi nha. Thì vừa nghe xong thì mình có một chút cái cảm nhận về người gọi là người chơi đi ha. Tại vì hôm nay là mình là thưởng thức nha. Thì cô thấy cái con ombi này nó quá độc đáo nha, thì Khôi sẽ quyết định quay cái clip để đưa lên up lên để xem trong những anh em mà chơi audio thì có ai là người có cái máu sưu tầm và cái đồ chiều chơi như bản thân người người bán bản thân của Lê Khôi Audio. Tại vì chia sẻ với anh em nói về chơi audio thì có rất là nhiều người người thì đơn thuần là giải trí thôi, miễn sao nó nghe ra tiếng hát mình thích là được. Có người thì phải quan tâm tới là cái đồ sưu tầm, ví dụ như ở sản xuất ra bao nhiêu chiếc này, đời nào này, nó có cái gì đặc biệt này đó, hoặc là có sản xuất trên thế giới có bao nhiêu con nha. Thì đây, con này nó sẽ nằm trong các yếu tố đó, là Khôi chưa thấy ai bán. Trên mạng, trên eBay thì có, nhưng mà tại Việt Nam thì không thấy ai bán. Cũng có thể là người nào đó đang chơi nhưng mà họ không bán. Và nên là thuộc con này, nên tính ra nó là thuộc hàng hàng hiếm, hàng hot nha. Rồi con này thì rất là nhỏ, rất là cỏ thôi, nhưng mà nó là thuộc hàng hiếm anh em nha. Rồi con năm ly đó chính là cô ra. Ở đây bây giờ em sẽ quay, anh em nhìn cái vỏ rất đẹp nha, thích nhất cái vỏ. Một con ombi nhỏ nhưng mà được thiết kế cái vỏ nhìn rất là đẹp, rất là tuyệt vời nha. Rồi tiếp tục đây, anh em xem qua cái phần thiết kế của nó ha. Thì cũng nói trước với anh em thì cái con này cái mặt của nó bị chày, nên Khôi đã làm đẹp lại nó lại rồi anh em ha. Anh em xem qua, nếu cái chỗ nào không rõ thì có thể là alo cho Khôi nha. Coran model A550, vâng, một con âm ly rất đặc biệt. Trước giờ thì anh em chỉ có nghe tới là loa Coran, loa đồng trục, loa tần giải, hoặc là loa loa thùng nha. Nhưng mà hôm nay là âm ly Coran model A550 anh em nha. Rồi ok, thì bây giờ Khôi sẽ quay qua cái phần ngoại hình của nó ha. Về cái mặt tiền và cái vỏ thì tuyệt đẹp, tuyệt vời ha. Đây không có cái gì để che nữa nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về cái phần ruột gan này. Đây là mấy điều đặc biệt. Điều đặc biệt mà thật sự là chỉ có những người đam mê thì mới 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 ship những cái con này về thôi. Đây, Khôi sẽ tháo ra. Đây. Con này Khôi chưa có vệ sinh, chưa dọn luôn anh em nha. Anh em nhìn này, tăng phố nó còn còn dấu reset này. Ở trong nó rất là xấu nha. Không đẹp, không được đẹp lắm nha. Nhưng mà được một cái là nó hát ok nha. Nó hát và nó rất là hay. Hát mà không chỉ hát, hát bình từ mà rất là hay nữa mới ngộ. Đó là cái điều mà đặc biệt. Tại sao mà các hãng họ sản xuất giới hạn và không lưu hành nhiều? Tại vì họ sản xuất ra là những cái phiên bản này giới hạn để kỷ niệm của cái hàng đó, hay là dùng nó để làm cho một cái việc gì đó mà thật sự là mình chưa có khám phá tới. Cũng có thể là để thuốc trì cho một cái loại la nào đó ha, cũng có thể như vậy. Thì mình sẽ nói sơ về con này ha. Con này là được thiết kế bốn con sò sò nhỏ ha, bốn con sò mini thôi, bốn con sò sắc mini ha. Đó. Suất âm tụ, nhưng mà con này được thiết kế hai dòng liền nè anh em nhìn thấy ha. Đó, 110 220 thì có nghĩa là con này hàng xuất Mỹ, xuất châu Âu. Đó, ok. 100V này, 120 này, 220 24. Có nghĩa là bốn dòng điện, thực chất nó là bốn dòng điện nhưng mà Khôi thì Khôi gọi là hai dòng điện thôi. Thì anh em cho anh dễ hiểu. Rồi. Thêm nữa. Đây anh em nhìn kỹ ha. Thì anh em nhìn này, sử dụng các cái con transistor chân vàng thì nó phải có cái lý do của nó thì mới sử dụng transistor chân vàng. Và nó mới hay được. Đó là cái lý do của nó về cái linh kiện. Thì
Tiếp theo Khôi sẽ lật cái mặt dưới cho anh em xem. Đây, cái mặt dưới thì còn đẹp anh em ha. Mặt dưới thì còn đẹp ha. Đây, ok. Thì anh em nhìn này ha. Được thiết kế cũng rất là dữ dằn ha. Anh em xem này. Được thiết kế các cái tủ này đến từ những cái thương hiệu cao cấp, những cái thương hiệu hàng đầu. Nippon này, rồi bên này là Nichicon này. Anh em có thể là tra các cái thông số ở trên các cái diễn đàn trên mạng để xem các cái thông cái tủ này. Đó. Đây là những cái tủ cao cấp của hãng. Còn vừa đây này anh em nhìn là tủ kẹo này. Các cái tủ kẹo này được sử dụng nhiều trong các con ông đi đèn và con ông đi Mỹ mới có anh em nha. Ông đi Nhật ít khi sử dụng các cái tủ này. Đó, đó là về vấn đề kỹ thuật. Khôi giới thiệu chi tiết nữa nè. Nên đó là tại sao Khôi là ship cái con này về, nó có cái lý do của nó là như vậy nha. Nó rất độc đáo, cho cái tiếng rất là hay. Hay hay lắm anh em nha. Anh em xem này, đây trên này còn sử dụng cái tù của hả. Đây, mấy chiếc con này. Anh em thấy nè. Những cái công ty này, những cái đơn vị này là hãng này là chuyên sản xuất linh kiện nha. Gọi là linh kiện cao cấp á nha. Đó, anh em xem ha. Nó dơ quá em nhìn không ra. Nhưng mà chassis to chân vàng này, tù này chiếc con này. Tù này tù Nippon này. Tù nguồn thì sử dụng của hãng Elna này anh em ha. Đó, ok. Thì các cái phần cấu tạo như vậy nó tạo nên một cái phiên bản đặc biệt, một con ông bí đặc biệt. Rồi. Đó là cái phần giới thiệu chung của Lê Khoa Đô. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ mời anh em cùng nghe. Nghe thử ha. Nghe thử cái con này. Để anh em cảm nhận xem là cái chất âm nó như thế nào. Mà Khôi lại ca ngợi nó như vậy nha. Ok. Anh em đợi Khôi nha. Và tí xíu. Khôi sẽ bây giờ Khôi sẽ tắt nhạc nha. Anh em cùng nghe thử. Đánh luôn với một cái cặp loa Mỹ ha. Lancer Cyco by Cycoman. Cặp loa được hợp tác giữa hai đơn vị này. Anh em đợi Khôi chút nha. Bây giờ Khôi phải rồi, Khôi sẽ đánh cái cặp loa này cho anh em cùng xem nha, cùng nghe thử. Cặp loa Mỹ 33 tắc ha. Cặp này cặp đồ loa cổ, là cổ, rất là cổ ha. Rồi bên này thì trong cái thời gian này khi anh em xem clip này thì anh em có thể kéo qua ha, tu gọi là tu qua để khỏi mất thời gian của anh em chờ đợi. Thì âm lý cổ, loa cổ thì con này cũng rất nhỏ anh em nha. Nên Khôi sẽ ghép với những cái ca khúc xưa ấy, thời xưa luôn để anh em cùng nghe thử nha. Thì cùng chia sẻ với anh em là cái con này về đó, nó không có dây nguồn này, thay dây nguồn này, đi lầm mặt này, đi túc cái vỏ này nè, nó rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều công, nhưng là vì cái đam mê thì mình vì cái đam mê thì mình làm thôi nha. Tiền mua về là tiền làm nữa nên nó mắc tốn khá khá ở trong này rồi. Này. Trước tiên thì bây giờ mình sẽ mở nguồn, nhưng mà trước khi mở nguồn thì anh em phải giảm volume ha, lưu ý rồi để đây nguồn ở đây chứ có điện bên này rồi. Ok, bát này, chép này, ba lăng này, bên này là AUX. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em nghe có hay không ạ? Đây cái điệu nhạc lăng văn ha, do Phương Dung hát ha. Hay nha. Thì bây giờ tôi sẽ mở tiếp thêm một cái đĩa khác đi ha, để anh em cùng nghe thử nha. Thêm một thể loại nhạc khác đi, cùng là đâu đâu cái đĩa nhạc cùng là nhạc trữ tình anh em ha, mới cầm ra đây mới gọi là mục tiêu đó, cùng là nhạc trữ tình đi để anh em cùng nghe thử. Trôi chiều
Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Clip hôm nay rất là dài rồi, đã hơn 18 phút rồi. Tại vì lý do là mình quay economy nó cũng khá dài. Xin phép Khôi kết thúc clip ở đây. Và Khôi cũng lôi tiền và cũng báo giá với anh em là cặp loa có giá là 8.500.000. Loa Mỹ Lancer by Saucomen, được thiết kế là một bát 30 và một kép hột xoài. Thùng gỗ làng liên kề Siri. Rồi, còn con âm ly này là con ly Coran. Vì cái lý do là cái con này có tốn rất là nhiều chi phí cho nó nên cái giá nó rất là cao. Nhưng mà anh em nào có cái máu sưu tầm như Khôi và muốn sở hữu thì Khôi vẫn bán để lại cho anh em. Còn Khôi không có bán xả nha. Con này có giá hiện tại là 7.500.000 đồng. Rồi, clip của Khôi đến đây là kết thúc. Chúc anh em một đêm ngon giấc.